Hello, xin chào quý vị. Hôm nay mình có dịp mình đi xuống dưới Biên Hòa. Thì thay vì mình sẽ đi một cái con đường đó là Sa Lộ Hà Nội, thì hôm nay mình chọn đi con đường quốc lộ 1K. Thì đây là cái con đường nó đang nối dài với đường đại lộ Phạm Văn Đồng đó quý vị. Đây, bây giờ mình tới thành phố Dĩ An rồi đây. Tới mốc thành phố Dĩ An rồi, bên tay trái quý vị thấy này, đường này mình vô trong cái khu một cái khu Big C của bên Dĩ An Bình Dương đây. Thì nó đến cái con đường đại lộ Phạm Văn Đồng đó. Thì trước đây thì mình cũng có một vài video mình quay, mình chia sẻ về cái con đường này rồi. Đại lộ Phạm Văn Đồng là một con đường tiếp giáp với Thủ Đức, Bình Dương. Và nó nối với quốc lộ 1K này các anh chị. Thì mai kia khi mà thành phố Thủ Đức được thành lập á, thì các anh chị biết là cái đường đại lộ Phạm Văn Đồng nó là một cái đường giao thông đối ngoại, nó liên kết với các cái tỉnh Bình Dương, tỉnh Đồng Nai, Biên Hòa và nối liền với sân bay Tân Sơn Nhất. Do vậy thì nếu như ở Bình Dương hay Biên Hòa, Đồng Nai hoặc là ở Đà Lạt đó các anh chị, hay Phan Thiết gì, thì nếu như giả sử mà muốn đi ra nước ngoài, đi đến sân bay Tân Sơn Nhất, thì cái con đường quốc lộ 1K này là cái con đường có thể đưa mình đến sân bay Tân Sơn Nhất rất là thuận lợi. Có lẽ là cũng nhiều người là chưa có biết đến cái con đường quốc lộ 1K này, bởi vì phần lớn khi mà mình đi từ thành phố Hồ Chí Minh, mình đi xuống Hồ Nai, Biên Hòa, đa phần là mình sẽ đi đường xa lộ Hà Nội. Con đường quốc lộ 1K này quý vị, tuy là nó không to bằng, nó không lớn bằng đường xa lộ Hà Nội ha, nhưng mà cái con đường này thì nó giúp cho mình đi, mình giảm tải được cái giao thông phía bên ngoài xa lộ Hà Nội rất nhiều. Anh chị thấy là nhà cửa trên cái con đường này bây giờ thay đổi rất nhiều, rất là khang trang. Tuy là nó không có nhiều cái công trình cao tầng, nhưng mà mình nhìn sơ qua cái bộ mặt, mặt tiền ở cái con đường này thì mình thấy rất nhiều những cái shop thời trang, cửa hàng bán điện thoại nè, những cái bảng hiệu nè, các anh chị thấy không? Thấy nãy mình thấy cái đèn báo còn có mấy giây đèn xanh à. Đúng rồi, trước mặt quý vị đây là chiếc xe VinFast, xe của Vin sản xuất đó. Rồi bây giờ quay lại đây, nên thì thấy là chợ Đông Hòa nè. Có một cái trạm thu phí quốc lộ 1K. Lấy tiền thu phí ở đây biết bao nhiêu đây. Mình qua bên này đi, lên bên này đi. Đây chắc tầm 15.000 quá.
10.000. Mười ngàn ha quý vị ha. Để xem từ đây mình đi xuống Biên Hòa nó có bao nhiêu trạm thu phí nha. Đúng rồi, bây giờ mình đang Bình Dương nhưng mà con đường này thì mình sẽ đi xuống Biên Hòa. Ở đây nhà còn thấp tầng nè, đất đai còn rộng ha các anh chị, cho nên là về tương lai, trong tương lai thì mình nghĩ nơi đây chắc thế nào cũng sẽ phát triển dữ lắm, bởi vì nó nối với cái đường Phạm Văn Đồng á. Sau này vết dầu loang thì nơi đây cũng sẽ phát triển thôi, mặc dù đây là dưới Bình Dương. Mà nói về dưới Bình Dương thì các anh chị biết là cái đường xá hạ tầng dưới Bình Dương nó lớn, rộng lớn lắm. Mà trước đây có dịp là mình đã đưa các anh chị đi vài vòng rồi, các anh chị thấy rồi. Đường xá làm rất lớn, khang trang. Và người ta phải làm như vậy thì cái quá trình vận chuyển hàng hóa nó mới lưu thông được. Thì như vậy thì mới mời gọi cái đầu tư nước ngoài họ vào được các anh chị. Hôm nay mình phải quay cái video này rồi mình đăng lên cho các chị xem sau, bởi mình không dám livestream bởi vì là cái chất lượng cái hình ảnh nó không có được rõ lắm, thì khi các anh chị xem á thì mình thấy là nó không có được sắc nét, mình nhìn không có rõ đường phố lắm, cho nên mình quay lại như thế này. Ở đây chuẩn bị tới cái ngã ba, đây là mình quẹo tới phải đi Tân Vạn, đi thẳng để Biên Hòa các anh chị thấy không. Thế mình sẽ đưa các anh chị đi xem từng cái vùng một, cái vùng nào mình đã phát triển rồi, vùng nào là chưa phát triển, đang phát triển, đang chuyển mình, để các anh chị thấy ha. Và nếu như các anh chị nhìn kỹ thì các anh chị đi con đường này, các anh chị sẽ thấy là rất nhiều những cái bảng hiệu người ta kinh doanh mua bán, nhà nhà mua bán, người người mua bán, mà họ tự chủ hết anh chị ha, họ mở ra họ bán. Hoặc là có những người họ có những cái mặt bằng họ cho thuê nè, thuê làm cái nơi mà bán xe máy nè. Ở bên nước ngoài thì nói làm chủ thì khó, chứ còn ở Việt Nam này thì các anh chị thấy người ta làm chủ rất là nhiều, tuy là không phải những ông chủ lớn nhưng mà họ tự chủ được cái công việc đó của họ, họ kinh doanh mua bán. Rồi bây giờ mình chuẩn bị mình tới cái ngã tư là Mỹ Phước Tân Vạn đây. Ngã tư Mỹ Phước Tân Vạn này nếu mình quẹo phải mình sẽ ra xa lầu Hà Nội, ra cầu Đồng Nai đó. Rồi mình rẽ trái mình sẽ đi về phía Bình Dương. Chắc hôm nào có dịp mình sẽ đi đường Mỹ Phước Tân Vạn này, từ cái khúc này mình đi qua Bình Dương cho các anh chị xem. Mình chưa có đi cái con đường này, thông thường thì mình sẽ đi cái con đường quốc lộ 13 đó, mình đi xuống dưới Bến Cát. Còn bây giờ hôm nào mình sẽ đi con đường này khám phá, đưa các anh chị đi. Bên đây có nguyên dự án đây ha.
Nếu mà tính ra từ đây mà về sân bay Tân Sơn Nhất là cũng cũng gần đi chứ. Cũng nửa tiếng. Rồi phía bên trên thì mình thấy hình như là có một cái trạm thu phí nữa. Tay trái là nó có một cái mỏ đá ở đây. Hèn chi nãy mình thấy có nguyên một cái đống đá nó quá cao luôn. Mình đang thắc mắc không biết đó là gì. Rồi tới đây là bắt đầu mình qua địa phận tỉnh Đồng Nai nè các anh chị. Gần cái mỏ đá chỗ này nó hơi bụi xíu. À, nếu như giả sử như ở trên kia mình đã có thu phí rồi thì có khả năng là ở đây mình sẽ không thu phí nữa, thì mình hỏi xem như thế nào ha. À, có vé thu hồi đây đúng rồi. Ok. Tức là chỗ này nãy mình đã đóng tiền thu phí chỗ kia rồi thì tới đoạn này thì mình đưa cái vé lại cho họ thu hồi lại thôi. Bởi vì nó là một cái tuyến đường thẳng mà. Cho nên người ta dừng cái trạm thu phí này để thu phí những cái trường hợp mà những cái đường cắt ngang từ Mỹ Phước Tân Vạn qua đó các anh chị. Người đạp xe đạp này cũng nhanh ha, mới thấy dưới kia. Rồi bây giờ mình rẽ cái ngã rẽ này mình đi Biên Hòa thôi. Cái con đường này mình nghĩ là những anh chị cô chú nào mà có tuổi đời tầm năm mấy 60 á, ngoài 60 thì có lẽ là biết những cái con đường này. Bây giờ thì các anh chị thấy là cũng có nhà cửa khang trang ở đây rồi ha. Mình nhớ cái thời mà sinh viên của mình đi ngang qua bên đây á. Hồi đó là toàn là cánh đồng không à. Đi chợ Hóa An. Con đường này thì mình sẽ đi lên trên cái cầu Hóa An. Đấy, cho nên là mình là người ở Việt Nam đây nè các anh chị. Nhiều khi là những con đường này lâu mình không đi đi. Bây giờ mình thấy nó lạ hoắc à. Không hình dung ra được luôn các anh chị thấy không? Tuy là không có những cái tòa nhà cao tầng nhưng mà bây giờ nhà cửa mọc lên như nấm nè. Rồi mình sẽ đi lên trên cầu.
Đúng rồi. Mình đi xuống dưới thì nó sẽ có những cái con đường dưới dưới nó là một cái rồi sông rất là lớn dưới đây. Cái cầu này là cầu Hóa An đây. Đây nè, sông nè, anh chị coi sông nè, lớn không? Cái đây là cái con đường nó dắt từ dưới đi lên, bên tay phải mình á, dắt từ dưới lên nó có cái bùng binh ở dưới đó, cái vòng xoay ở dưới. Lớn ghê, sông này như sông Đồng Nai nè. À, lạ hoắc ha. Mình đi thẳng kia cũng được, mình đi thẳng phía bên trên cũng được, nhưng mà do cái bản đồ Google Maps là chỉ như thế này thôi, mình đi đường này luôn. Đi dưới đây thì cho các anh chị thấy cái cầu vượt nữa. Đó, các anh chị thấy Biên Hòa không? Gần đây là khu di tích Bửu Long ha. Cái chỗ này thì mình cho rẻ vô đây. Đèn xanh hay đèn đỏ? Đèn xanh đèn đỏ đó. Ừ, đây không thấy đèn, hơi khó chạy. Tới Biên Hòa này, các anh chị thấy không, đường quá rộng luôn, nhà cửa xây nè. Đẹp quá. Có điều là không được sạch sẽ khang trang như những cái khu bên đô thị Sa La. Quá rộng lớn luôn à. Đây là con đường Nguyễn Ái Quốc. Hồi nãy đúng ra mình đi trên cầu, mình đi thẳng luôn, mình khỏi đi xuống cái mé bên cầu, rồi đi ra đây luôn. Tại vì mình thấy cái Google Maps chỉ hơi hơi lạ chút xíu. Đây phải là đây, thành phố Biên Hòa đây. Đi thẳng đường này, đường Nguyễn Ái Quốc. À, mình đi thẳng luôn á thì ra quốc lộ 1A, đi thẳng luôn rồi đi ra xa lộ Hà Nội đó.
cho con chị xem bên đây nó khang trang ha. Từ đây thì mình sẽ đi đi thẳng ra, thẳng luôn thì mình sẽ đi ra chỗ chợ sạch đó các anh chị, hoặc là khu Tam Hiệp Biên Hòa đó. Công nhận Biên Hòa phát triển nhanh quá ha. Rồi bây giờ nếu như mình quẹo tới phải nào là mình sẽ ra khu Tam Hiệp Biên Hòa anh chị ha, ngã ba Tam Hiệp á. Bây giờ mình đi thẳng đây thì mình sẽ đi ra cái chỗ nhà thờ Hà Nội á, chỗ chợ sạch. Xưa cái đường này nó bé lắm, bây giờ đẹp quá trời luôn nè. Ôi đây, bên đây này anh chị thấy không, kinh doanh mua bán sầm uất rồi. Vậy cho nên cái người ở Biên Hòa người ta bây giờ người ta giàu lắm anh chị ha, kinh doanh mua bán nè. Có những người bạn ở dưới Biên Hòa này á, thì họ nói mình nghe là dưới Biên Hòa này bây giờ đại gia nhiều lắm. Các anh chị nhìn sơ lược, các anh chị nhìn thấy đường phố thôi, các anh chị nhìn thấy cái sinh khí nè, kinh doanh mua bán rất là sầm uất như vậy, mình còn nhìn có thể là mình đoán được cái thu nhập của họ như thế nào ha. Bán đồ gỗ đây quá trời nè. Đi đây nó hơi ngược nắng chút xíu cho nên là anh chị sẽ khó nhìn thấy ha. Bây giờ trên trục đường này mà mua được một cái nhà trên đây thì thôi mắc lắm đây. À, đây có nhà bán ngang 5m6 dài 30m kìa.
tiền khu đây chắc mình nghĩ là trên chục tỷ chắc chắn luôn. Cụ thể là bao nhiêu thì cái này mình phải hỏi người địa phương đây thôi. Quá trời, hôm nay là ngày thường nữa nha anh chị ha. Hôm nay là ngày thứ thứ sáu rồi. Thứ năm hả? À thứ năm đúng rồi. Ngày thường thôi á, mà các anh chị thấy không? Sầm uất ghê không? Hôm trước thì mình xuống dưới đây thì mình vô tình mình đi đến những cái khu ăn uống, khu mua sắm ở dưới Biên Hòa này thì mình cũng rất là bất ngờ luôn. Có người ta đi mua sắm rất là nhiều. Vậy rõ ràng là cái kinh tế của họ rất tốt cho nên họ mới như thế cái gì. Cửa hàng cửa hiệu quá trời không? Dưới Biên Hòa này bây giờ đi ô tô nhiều lắm. Đây nè, Bixi nằm đây nè. Ở đây chỗ này là người ta có làm cái đường đường âm nè, đường hầm á, xuyên qua cái ngã tư này. Rất là hay ha, người ta phòng hờ trước rồi, tránh mình chạy kẹt xe, mình đi qua khỏi cái ngã tư này là mình đến cái điểm hẹn rồi. Hôm nay một số bạn ở dưới đây mời mình xuống dưới đây giao lưu gặp gỡ, họp mặt uống cà phê. Những người bạn ở dưới đây họ là những chủ doanh nghiệp không, họ mời mình xuống. Chỗ phòng cháy chữa cháy là đối diện có quán cà phê, em coi thử xem. Đúng rồi, phòng cháy chữa cháy này hả? Nó là cà phê gì đó đối diện phòng cháy chữa cháy rồi. Rồi ok, một vòng mình đưa các anh chị đi một vòng tham quan Biên Hòa ha. Và bây giờ mình sẽ dừng lại đây, mình đi đi kiếm một cái quán cà phê, cái điểm hẹn ở đây. Rồi, bye bye cả nhà nha. Hẹn gặp lại cả nhà sau nha.